Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với số hỏi đáp của Alpha Computer. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Toàn Khánh. Anh ơi, em mới làm một bộ PC i5 9400F và RX 5700GB Gaming OC, thì so với RTX 2060 Super thì như thế nào ạ? Thì mình sẽ hiểu ý của bạn, tức là so sánh hiệu năng giữa RX 5700 và RTX 2060 Super. Thì ngắn gọn để nói như này, xét về hiệu năng trên toàn bộ đi nhá, thì RX 5700 sẽ thua khoảng 5% khi so với RTX 2060 Super. Tiếp theo, câu hỏi của bạn Nghĩa Yubi. i5 9400F và GTX 1660 6G AMP giá 4,3 triệu thì có ngon không? Nếu mà nói ở thời điểm hiện tại thì GTX 1060 ấy, bạn mua mới nó còn ngon, huống chi là bây giờ bạn chỉ mất giá 4,3 triệu mua i5 9400F và GTX 1060, tính ra như vậy là quá ngon rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Hiệp Trần. Nên lựa chọn Ryzen 5 3600 hay tiết kiệm tiền mua Ryzen 5 2600 thôi ạ? Cá nhân mình thấy thì Ryzen 5 2600 vẫn rất ngon. Tuy nhiên, để cảm quan cá nhân của mình thấy và qua các phần kiểu mình sử dụng thực tế rồi ấy, thì Ryzen 5 3600 có thể nói là một mẫu CPU tốt nhất của AMD trong cái mức phân khúc giá kiểu rẻ rẻ ấy. Thì cá nhân mình thấy nếu mà cố được thì cứ cố thôi, tội gì mà không cố. Tiếp tục là câu hỏi của bạn Đoàn Vũ. Anh ơi, cho em hỏi, có 5 triệu đồng trong tay thì nên mua mẫu card đồ họa nào ạ? Thì theo mình nên mua là RX 590 hoặc là GTX 1060 6G. Tiếp tục, đó là câu hỏi của bạn Jackie Phạm, tên hơi tiếng Anh một chút. Mình đang sử dụng combo B75 với i5 3470, vậy thì mình có nên cắm 2 thanh 4G hay 1 thanh 8G? Vì main mình có 2 GB RAM thôi. Nếu như bạn có nhu cầu về sau này nâng cấp ấy, thì sẽ cắm một thanh 8G thôi. Còn nếu mà để chỉ là mua về sử dụng trong đến khi nó hỏng rồi ấy, thì mua 2 thanh 4G sẽ cho hiệu năng tốt hơn một chút xíu. Cuối cùng sẽ là câu hỏi của bạn Vinh. Anh ơi, cho em hỏi, cùng RAM DDR4 cùng bớt nhưng khác dung lượng và nhà sản xuất thì cắm vào máy tính có dùng được bình thường không ạ? Dùng hoàn toàn bình thường luôn, kể cả RAM của bạn có khác cả bớt luôn thì nó vẫn chạy, miễn là cùng DDR3 hoặc là cùng DDR4 thì nó sẽ chạy. Ví dụ nhá, thanh RAM bạn hỗ trợ là bớt một thanh 2400, một thanh 3000, cắm vào hai thanh đấy vẫn chạy với nhau nhưng sẽ chạy ở bớt thấp nhất, tức là 2400, và kể cả bạn cắm một thanh 16 và một thanh 4 nó cũng chạy hết. Rồi, vậy thì số hỏi đáp ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi gì thì đừng quên để lại ý kiến ở một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.